một ngày. Con người hôm nay vật súng vật cung vật cờ vật đàn, đổi lại khăn tang quay ngang vòng nặng oan khiên. Sẽ có một ngày là tiêu đề một bài thơ và cũng là dự ước của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện về một ngày mai bừng sáng cho quê hương đất nước bên kia bờ đại dương. Trong tâm tình biết ơn và tưởng nhớ tác giả Hoa Địa Ngục, xin hãy cùng nhau hướng về cái ngày chắc chắn sẽ đến ấy qua chương trình diễn đọc các bài viết, hồi ký, nhận định, bình luận, phản ảnh những tiếng lòng thiết tha gắn bó của những người Việt Nam luôn hướng vọng về quê cha đất tổ. Khắp nẻo quê hương tiếng sáo mục đồng êm mà Đan Minh xin mời quý thính giả nghe bài Phong thủy của Việt Nam của tác giả kiến trúc sư Trần Thanh Vân, viết từ Việt Nam. Tôi biết gì về Trung Quốc? Lâu nay mọi người vẫn nghĩ rằng tôi là một kiến trúc sư cảnh quan, có hiểu chút ít về phong thủy Thăng Long. Âu cũng là chuyện bình thường. Cho nên, những vấn đề gì liên quan đến phong thủy của kinh đô Thăng Long xưa và Hà Nội mở rộng ngày nay, thì họ hay hỏi tôi. Ngoài ra, tôi không biết điều gì khác. Tôi cũng tự nghĩ như vậy, nên không muốn chen vào những lĩnh vực nhạy cảm mà tôi không thông thạo, như kinh tế, xã hội, đặc biệt là các vấn đề an ninh, chính trị và thời sự quốc tế. Cách đây vài tháng, khi xây dựng chương mục Địa Linh của chương trình văn hóa 1000 năm Thăng Long, một nhóm nghiên cứu của Ban Khoa giáo Đài truyền hình Trung ương đến gặp tôi để lấy tài liệu về địa mạch và hồn cốt Thăng Long. Giữa chừng câu chuyện, họ hỏi tôi: chị nghiên cứu đề tài này lâu chưa? Tôi lưỡng lự giây lát, rồi trả lời họ: khoảng chừng đã 55 năm. Cái gì? 55 năm? Vâng, từ ngày còn là con bé con. Thế rồi, tôi kể cho họ nghe những câu chuyện khiến tôi phải chứng kiến, phải tìm hiểu từ ngày tôi còn nhỏ. Vào đại học, tôi làm đơn thi bách khoa vô tuyến điện hoặc tổng hợp lý toán, nhưng lại bị phân công theo ngành kiến trúc. Sau này tôi học phong thủy cho biết để hành nghề kiến trúc sư. Càng ngày tôi càng ý thức được đó là cái nghiệp đời người của tôi. Vâng, đúng là nghiệp đời người đặt tôi vào tình huống liên tiếp phải va chạm với những sự thật, và tôi không thể không theo đuổi đến cùng sự thật đó. Xin nhắc lại rằng kiến thức của tôi bắt nguồn từ những sự thật, từ những điều mắt thấy tai nghe, không phải từ lý thuyết. Sự thật và trải nghiệm. Tôi xin mở đầu câu chuyện nghiêm túc này bằng mối quan hệ của tôi với vấn đề Trung Cộng mà tôi sắp kể ra. Đó là lý do thôi thúc tôi phải đi sâu tìm hiểu bản chất của mối quan hệ hữu nghị Việt Nam Trung Hoa này. Có thể có những nhà nghiên cứu chiến lược lâu năm có cách nhìn khác và chưa công nhận những điều tôi sắp nói. Nhưng với trách nhiệm của một công dân, một người con đất Việt, tôi như là một nhân chứng, có thể khẳng định rằng ít ai có cơ hội để hiểu Trung Cộng hơn tôi. Cho nên, dù đã có thời gian dài, tôi tránh nhắc tới những chuyện đó. Nhưng càng tránh, tôi càng thấy phải nói ra hôm nay,
để mọi người cùng biết. Đúng vậy, tôi không chỉ từng có kỷ niệm 5 năm du học ở Thượng Hải, cái thời mọi người hay hát Việt Nam Trung Hoa, núi liền núi, sông liền sông, chung một biển Đông, thắm tình hữu nghị. Trước đó, tôi đã có 2 kỷ niệm sâu đậm và rất hãi hùng liên quan đến Trung Quốc. Kỷ niệm thứ nhất, cải cách ruộng đất năm 1953. Ngày ấy, tôi còn nhỏ lắm. Vùng quê ngoại, Đức Thọ, Hà Tĩnh, nơi chúng tôi theo mẹ tản cư về, đã hết yên ổn của vùng tự do thời kháng chiến và bắt đầu chịu cảnh máy bay bắn phá. Nhưng cuộc bắn phá tàn khốc hơn lại chính là những cuộc đấu tố địa chủ và Việt gian phản động trong mọi làng xã ở Hà Tĩnh lúc bấy giờ. Ông ngoại tôi là một thầy thuốc đông y giỏi có tiếng, chuyên nghề xem mạch bốc thuốc, và ông tôi đã cứu sống nhiều người nên được dân trong vùng nể trọng, gọi bằng thầy. Tiền bạc chắc cũng chẳng có nhiều, nhưng mùa nào thức nấy, trong nhà ông ngoại tôi không bao giờ thiếu của ngon vật lạ do gia đình bệnh nhân mang đến tạ ơn cứu mạng, như rổ lạc đầu mùa, cân đỗ xanh, thúng gạo nếp, mớ khoai lang, nải chuối chín, có khi còn có cả con gà sống thiến hay chục trứng tươi. Nhà chỉ có hơn 1 mẫu ruộng, ông ngoại tôi giao hẳn cho mấy người bà con trong họ trồng cấy và không thu tô. Nhưng trong cải cách ruộng đất, ông tôi vẫn bị quy là địa chủ, mà là địa chủ cường hào. Mẹ tôi nguyên gốc là cô gái làng dệt lụa Tùng Ảnh ở Đức Thọ, đã theo ông ngoại ra sinh sống ở Hà Nội nhiều năm và có cửa hàng bán tơ lụa ở Hà Nội. Đêm toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 1946, mẹ tôi đã bỏ lại hết nhà cửa và tài sản, đưa chúng tôi tản cư về Đức Thọ, Hà Tĩnh, vận động nhiều nữ thanh niên bỏ nghề dệt lụa, xây dựng một nghề mới là xe sợi, nhuộm sợi và đan áo rét cho bộ đội. Cặm cụi làm việc đó, mẹ tôi vừa nuôi sống cho gia đình và bản thân, vừa đóng góp tích cực cho kháng chiến. Tôi còn nhớ bài hát Áo mùa đông của nhạc sĩ Đỗ Nhuận sáng tác vào những ngày đó. Gió bấc heo may, xào xạc rung cây lá lá bay, một mùa đông bao người đan áo. Chính là nói về công việc của mẹ tôi và các chị, các cô trong Hội Phụ Nữ Kháng Chiến Cứu Quốc. Vào những ngày đó, ở vùng tự do nghèo nàn, Thanh Nghệ Tĩnh, làm gì có len để đan áo? Sáng kiến, xe sợi bông, nhuộm sợi thành các màu xanh, màu nâu, màu cỏ úa rồi đan thành áo, gửi ra chiến trường, đã được ca ngợi như một chiến công lớn. Nhưng trong cải cách ruộng đất thì công cũng thành tội. Có một người bạn thân hồi nhỏ của mẹ tôi là bí thư chi bộ xã đã treo cổ tự tử vì bị truy bức quá. Lập tức mẹ tôi bị gán tội là trùm Quốc Dân Đảng, đã giết ông bí thư đó để bịt đầu mối hoạt động gián điệp, và mẹ tôi liền bị lôi ra đấu tố. Cay đắng hơn cả là người được đội cải cách bồi dưỡng để đứng lên đấu tố mẹ tôi hăng nhất lại là một bà bạn cũng tản cư từ thành phố về và đã được mẹ tôi đưa vào tổ đan áo binh sĩ. Cha tôi đang ở vùng ATK của chiến khu Việt Bắc, nghe tin đó thì hoảng hốt vội vào Hà Tĩnh đón chị em tôi lên Việt Bắc để lánh nạn. Vừa đặt chân đến chợ Chu, Định Hóa, Thái Nguyên thì tôi được nghe câu chuyện họ vừa xử bắn bà Nguyễn Thị Năm ở thôn Đồng Bẩm, huyện Đại Từ. Một vụ xử bắn oan nghiệt đối với một người phụ nữ từng có công lớn mà đến nay mọi người vẫn còn nhớ. Trong cái xó xỉnh của Việt Bắc hồi đó, người ta bàn tán về hoạt động của các chuyên gia Trung Quốc sang giúp ta kinh nghiệm
phát động quần chúng đấu tranh giảm tô và đòi ruộng đất về, chia cho dân cày, mà Việt Bắc và vùng tự do liên khu 4 được chọn làm điển hình. Sau này, khi ông ngoại tôi đã mất rồi, đại gia đình có dịp gặp nhau, ôn lại chuyện cũ. Mọi người đều bảo nhau, hãy nén lòng, quên nỗi đau buồn đó đi. Kỷ niệm thứ hai, trời phạt. Chưa hết hoang mang về chuyện bức hại chém giết lẫn nhau trong cải cách ruộng đất, thì chúng tôi được ném vào trận đồ bát quái của tháng hữu nghị Việt, Trung, Xô. Liên Xô thì ở tận đâu xa xôi lắm, nhưng Trung Cộng thì ở ngay bên cạnh. Suốt ngày, hễ gặp nhau ngoài đường, dù chưa quen biết, là người ta cũng liền nắm tay nhau hát múa rộn ràng. Hòa bình lập lại, chính phủ về tiếp quản thủ đô, thì trên đường phố Hà Nội cũng xuất hiện rất nhiều chuyên gia Trung Cộng. Còn nhỏ xíu, nhưng tôi dễ dàng nhận ra họ vì cái áo kiểu tôn trung sơn, rộng thùng thình, dài đến gần đầu gối. Cái quần xanh công nhân cũng rộng thùng thình, và cái mũ lưỡi chai bằng vải cũng màu xanh như vậy. Tòa dinh thự hoành tráng của Hoàng Trọng Phu, trước vườn hoa Canh Nông và các biệt thự kế tiếp trên phố Hoàng Diệu và phố Khúc Hạo, trở thành đại sứ quán và khu dành riêng của người Trung Cộng. Mỗi buổi sáng sớm, họ đứng kín nửa vườn hoa Canh Nông, tập thể dục và hô Y ơ san su ầm vang khu phố cột cờ. Ngày đó, gia đình tôi ở gần kề các đại sứ quán. Là con bé mới học đến cấp 2, tôi không thể hiểu nổi những chuyện đã xảy ra, nhưng tôi có thói quen ghi nhật ký. Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn giữ được những trang nhật ký trẻ thơ, ghi tỉ mỉ kỷ niệm về lễ meeting ngày 1 tháng 1 1955, nhân dân thủ đô chào đón Trung ương Đảng và Chính phủ từ Việt Bắc trở về. Đặc biệt, trong cuốn nhật ký cũ ấy, tôi có ghi lại kỷ niệm về một người con gái Trung Cộng tên là Khương Nãi Tuệ. Chị ta được tôi tặng hoa và tặng khăn quàng đỏ trong buổi chiêu đãi Đoàn Văn Công, Tề Cáp Nhĩ do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Duy Hưng tổ chức tại Cung Thiếu Nhi Hà Nội tối hôm 10 tháng 9 1955 và cả câu chuyện chiều hôm sau ngày 11 tháng 9 1955 chị Văn Công, Khương Nãi Tuệ bị chết trong cơn lốc Hồ Tây khi chị ta đang đóng vai Sen Chúa trong điệu múa hoa sen trên chiếc sân khấu ghép tạm cạnh đầm Trị, phủ Tây Hồ. Khương Nãi Tuệ chết mang theo chiếc khăn quàng đỏ do tôi tặng. Cùng chết trong tai nạn đó còn có nghệ sĩ thổi sáo Phùng Tử Tồn và hai người nữa. Mộ của họ mai táng ở nghĩa trang Bất Bạt, huyện Ba Vì. Sau cơn lốc khủng khiếp đó, tôi hay rơi vào tâm trạng ngẩn ngơ vì luyến tiếc chiếc khăn quàng đỏ thì ít, mà vì sợ hãi như thể tôi có liên can tới cơn lốc làm lật úp 3 chiếc thuyền và hại chết cô nghệ sĩ múa thì nhiều. Nên tôi hay đi lang thang nghe ngóng chuyện người lớn. Rất nhiều câu chuyện nhỏ to đập vào tai tôi về một âm mưu yểm huyệt Hồ Tây nhưng bất thành, và những người tham gia vào âm mưu đó đã bị trời phạt. Ngày đó, Trung Cộng và Việt Nam thân nhau lắm, nên người ta chỉ dám sầm sì nửa kín nửa họ, và một cô bé con như tôi không sao hiểu nổi thứ tình hữu nghị quái gở gì mà người bạn lớn thân thiết lại tìm mọi cách làm hại đứa em tội nghiệp vừa thoát khỏi chiến tranh chống Pháp và đang rơi vào cuộc chiến tranh chống Mỹ. Mấy chục năm sau, để giải tỏa tâm lý cho tôi quanh chuyện chiếc khăn quàng đỏ, nhà ngoại cảm Phan Oanh, làng Xuân Đỉnh tặng tôi một bài thơ dài, trong đó có mấy câu: tâm con trẻ hồn nhiên không xấu, giấu nhà trời ai thấu được đâu, một dải khăn đào kết một cái cầu, để hồ thẳm nước sâu, bà là nhịp cầu giữ yên non nước,
du học ở Trung Cộng. Tuổi trẻ hồn nhiên với nhiều ham thích đã có lúc cuốn hút tôi, khiến tôi tạm quên đi cảm giác hoang mang lẫn sợ hãi hồi nhỏ. Năm 1960, tôi tốt nghiệp phổ thông trung học, được miễn thi đại học. Tôi được cử đi học ngoại ngữ để sang Trung Cộng theo học ngành kiến trúc. Niềm háo hức khiến tôi và các bạn cùng lứa sung sướng trong cảnh được ăn cơm bác Mao, được chăm sóc dạy dỗ ân cần. Lúc ốm đau, được đầu bếp nấu những món ăn theo ý thích, rồi mang đến tận phòng riêng, phục vụ tận tình. Những năm tháng đó, mọi sinh hoạt vật chất và tinh thần của chúng tôi đều được chăm sóc đặc biệt. Học kiến trúc thì được học về mỹ thuật trong 3 năm đầu. Học kỳ nào, chúng tôi cũng được thầy giáo là một họa sĩ danh tiếng, dẫn đi vẽ, dã ngoại ở các khu danh lam thắng cảnh, cách Thượng Hải hàng trăm cây số, như các thành phố Hàng Châu, Vô Tích, Tô Châu và ở hẳn đấy vài tuần. Ông họa sĩ già, hai bàn tay lấm màu nhem nhuốc, tận tình hướng dẫn chúng tôi cầm bút lông, chấm phá các mảng màu xanh đỏ. Còn vợ ông thì đi theo chăm sóc chồng và cần mẫn gọt những trái lê trái táo, bê đến từng góc vườn, chia cho đám học trò chúng tôi. Ngoài ra, những ngày ở trong trường, chúng tôi luôn luôn được hưởng ưu đãi hơn người. Riêng tôi, vì ham thích âm nhạc, nên còn được giữ chìa khóa một căn phòng có chiếc piano sang trọng để tự do luyện tập. Đó là những thứ mà khi ở nhà với cha mẹ, tôi chưa bao giờ dám mơ tới. Chưa bao giờ tôi tự đặt cho mình câu hỏi, có phải họ đang vỗ béo chúng tôi để sau này về nước, chúng tôi sẽ trở thành hạt giống cho họ gieo mầm, bành trướng, phá hoại đất nước mình hay không? Chưa bao giờ tôi tự hỏi như thế cả, nhưng trong lòng không thể không gợn lên những thắc mắc vô cớ. Tôi biết Trung Cộng ngày đó còn nghèo lắm. Các bạn sinh viên Trung Cộng phải ăn ở, chen chúc trong những căn phòng chật chội của ký túc xá. Bữa cơm của họ chỉ có chiếc bánh bao không nhân, một bát cháo hoa loãng và vài miếng ca la thầu. Ngược lại, tôi và chị bạn gái người Sài Gòn tập kết thì được hai cô bạn người Thượng Hải nữa ở cùng trong một ngôi nhà dành riêng cho giáo viên và trợ giảng. Đó là một tòa nhà 2 tầng có nhiều phòng. Chúng tôi ở tầng 2 cùng các giáo viên nữ, còn tầng 1 dành cho giáo viên nam. Đã là giáo viên và trợ giảng đại học, nhưng họ còn rất trẻ và đều chưa có gia đình riêng. Tôi hay lui tới thăm nom họ và ái ngại thấy họ sống rất đạm bạc. Hóa ra họ phải nhịn ăn nhịn mặc để nuôi chúng tôi. Tôi phát hiện biết có một thầy giáo bị bệnh gan và tiểu đường rất cần bồi dưỡng, nhưng tiêu chuẩn tem phiếu không đủ cung cấp. Thầy luôn luôn bị ngất xỉu. Thấy vậy, tôi hay đi mua thêm các thức ăn mang đến biếu thầy. Chúng tôi trở thành người thân của các thầy cô giáo. Có những buổi chiều ngày thứ bảy, khi hai cô bạn Thượng Hải đã về nhà, tôi và chị bạn Sài Gòn xuống ghế đá trên vườn hoa ngồi hóng gió, thì các thầy cô giáo lân la đến bên chúng tôi. Họ tâm sự, chuyện trò và cho chúng tôi biết rất nhiều chuyện bí mật trong trường và trong xã hội. Tôi có cảm tưởng như đất nước này sắp có đại loạn. Rồi đại loạn đến thật, cách mạng văn hóa nổ ra, đại đa số học sinh trung học và sinh viên đều bỏ học, xuống đường, tham gia Hồng Vệ Binh. Chúng tôi phải chứng kiến cảnh suốt ngày Hồng Vệ Binh đi phá phách, hò hét, rạch quần áo, cắt tóc người qua đường và báo chữ to xuất hiện khắp mọi nơi. Thê thảm hơn là chính mắt chúng tôi được chứng kiến các giáo sư trong trường đã từng giảng dạy chúng tôi tận tình bị làm nhục ngay trong sân trường bằng cách phải đeo các biểu ngữ bằng giấy, báo, dán trên lưng hoặc đội những chiếc mũ có chóp nhọn, ghi những dòng chữ tục tĩu. Là một đứa con gái xuất thân trong một gia đình có nền giáo dục truyền thống ở Việt Nam, tôi không sao chấp nhận nổi thứ triết lý cách mạng cho phép học trò đấu tố thầy, hành hạ và sỉ nhục thầy như vậy.
nhận thức về một nước Trung Hoa có truyền thống văn hóa lâu đời, hơi phong kiến một chút, nhưng rất nề nếp và rất có kỷ cương, đã hoàn toàn sụp đổ trong tôi. Đây là lần đầu và cũng là lần duy nhất tôi phải chứng kiến hiện tượng vô đạo và bất nhân đáng sợ đó. Rất lâu về sau, tôi vẫn không thể hàn gắn được vết thương như những nhát chém trong tim mình về hình ảnh những giáo sư đáng kính của chúng tôi bị hành hạ lên bờ xuống ruộng bởi chính những người bạn sinh viên đã từng học tập ca hát bên chúng tôi. Trong số đó, tôi biết có người không muốn hành sự đê tiện như vậy, nhưng nếu họ đi ngược lại phong trào chung thì chính họ bị lôi ra đấu tố. Chúng tôi rất sợ bị liên lụy nên nín lặng quan sát và nhìn nhau thầm hỏi. Họ đang cắn xé nhau, đến bao giờ thì họ cắn mình đây? Đó là giữa năm 1966, đúng lúc chúng tôi làm xong đồ án tốt nghiệp, trường học gần như không hoạt động. Chúng tôi không được bảo vệ luận án tốt nghiệp mà chỉ được cấp bằng có đóng dấu nhưng không có chữ ký. Chúng tôi khăn gói, vội vàng rút về nước. Tất cả bạn học và thầy giáo đã bị đưa đi ra khỏi trường. Một số đi lao động quản thúc ở vùng nông thôn nào đó. Một số khá đông đang là hồng vệ binh, ngày ngày đi đập phá hò hét hoặc đả đảo ai đó. Cảnh trường đại học Đồng Tế, ngôi trường được xếp loại nhất nhì Trung Cộng do người Đức thành lập đã gần 100 năm, trở nên hoang vắng, buồn thảm, đến lạnh sống lưng. Giáo sư nổi tiếng Lý Đức Hóa, người từng được nhiều giải thưởng quốc tế, và bà vợ, bác sĩ người Đức của ông, không biết đã trôi dạt đi đâu. Lúc chúng tôi lên xe để ra ga về nước, chỉ có mấy ông bà cấp dưỡng, từng chăm sóc bữa cơm hàng ngày, lặng lẽ gật đầu đưa tiễn chúng tôi. Mắt họ rơm rớm lệ. Đến lúc đó thì tình cảm trong tôi hoàn toàn mất phương hướng, và tôi thực sự hiểu rằng người dân lao động Trung Cộng rất tốt, giới trí thức Trung Cộng cũng thật tốt, các bạn học của tôi cũng tốt lắm, nhưng các nhà cầm quyền, tôi không sao hiểu nổi các nhà cầm quyền và thứ tình hữu nghị mà suốt ngày họ ra giả trên đài phát thanh và trên báo chí. Tôi rất muốn tìm hiểu xem cái gì là động lực thúc đẩy họ, nhưng điều đó nằm ngoài khả năng của tôi. Chúng tôi rời Thượng Hải buồn bã và vội vàng như ma đuổi. Thời kỳ đã trưởng thành. Chúng tôi về đến nhà đúng vào lúc máy bay Mỹ đang đánh phá miền Bắc ác liệt. Không khí cả nước có chiến tranh cuốn hút chúng tôi, khiến chúng tôi tạm quên đi những cảm giác khó chịu của những ngày cuối cùng sống trên đất Thượng Hải. Ngày ấy, sinh viên từ nước ngoài về vẫn chưa nhiều, nên hôm đầu tiên về nhận công tác ở Bộ Kiến trúc, chúng tôi đã được Bộ trưởng Bùi Quang Tạo đón tiếp ân cần. Bộ trưởng khuyên chúng tôi vứt bỏ lối sống cậu ấm cô chiêu ở nước ngoài và sớm thích nghi với khẩu hiệu ba sẵn sàng của thanh niên thời chiến. Sau đó, mỗi người đến nơi sơ tán ở các làng quê theo địa chỉ riêng của từng đơn vị công tác. Viện quy hoạch đô thị của tôi ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên. Vĩnh Tường của bà Hồ Xuân Hương rất đẹp, nhưng chỉ đẹp ban ngày. Còn đêm đến, khi ngồi tư lự một mình bên ngọn đèn dầu trong nhà dân, những ký ức thời trẻ thơ và những kỷ niệm ở Thượng Hải lại ập về khiến tôi suy nghĩ nhiều lắm. Lúc này đã đủ lớn để có những chính kiến của riêng mình, nhưng tôi không thể nói ra với ai. Tôi ở cùng nhà với mấy chị tốt nghiệp ở thành phố khép về. Chúng tôi quý nhau và luôn giúp đỡ nhau. Còn Liên Xô xét lại và Trung Cộng giáo điều thì mặc kệ họ, miễn là họ vẫn đang giúp ta những chiếc máy bay MiG bay trên bầu trời và những phong lương khô để chống đói. Dù sao, 5 năm ở Thượng Hải cũng để lại cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp hơn kỷ niệm xấu. Tôi cố tự lý giải rằng sự cố đã xảy ra
là do sự quá đà của một nhóm người hãnh tiến nào đó. Khoảng 10 năm tiếp theo, không thể liên lạc thư từ với bạn học cũ, nhưng tôi theo dõi và nuôi trong lòng chút hy vọng đổi thay của một đất nước đã nuôi tôi ăn học thời sinh viên. Ở đó, tôi từng có những thầy giáo và bạn học thân thiết. Khi nghe tin ông Đặng Tiểu Bình được phục chức, tôi những tưởng tình hình sẽ khá hơn. Nhưng tôi chưa kịp mừng thì liền xảy ra cuộc tấn công biên giới đầu năm 1979 do ông Đặng Tiểu Bình chỉ huy để cho Việt Nam một bài học. Không chỉ có thế, 10 năm sau lại thấy cuộc tàn sát đẫm máu nội bộ của sự kiện Thiên An Môn cũng do Đặng Tiểu Bình chỉ huy. Tôi thực sự thất vọng và hiểu rằng những người cầm đầu nhà nước Trung Cộng thời nào cũng vậy. Họ chống nhau, phá nhau chỉ vì tranh cướp quyền lực và càng lộ rõ thói cường quyền, tàn bạo kiểu thời Trung Cổ của họ mà thôi. Trung Quốc hôm nay. Sau 60 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chẳng tìm hiểu kỹ thì ai cũng biết Trung Cộng đã thay đổi rất nhiều và rất đáng kính nể. Tuy vậy, khi tôi trở lại thăm trường cũ, thăm thầy giáo và thăm bạn học cũ thì tôi hiểu. Ngoài bộ mặt hào nhoáng đầy khí thế của một Trung Cộng đại nhảy vọt mà họ đang ra sức quảng bá, vẫn còn có một Trung Cộng khác rất âm thầm, u uất và đau đớn của tầng lớp trí thức và những người dân lương thiện ở trên khắp nước Trung Hoa đã từng bị chà đạp, bị sỉ nhục và chịu nhiều đắng cay trong nửa thế kỷ qua. Tầng lớp này không ít đâu, con số có thể đến hàng trăm triệu hoặc hơn và đang sống trên khắp miền của đất nước họ. Chính quyền hiện tại đang áp đảo họ, khiến họ phải câm lặng, nhưng chính quyền không thể thu phục được lòng họ và họ sẽ bùng lên bất cứ lúc nào. Đến Thượng Hải, tôi thấy Thượng Hải thay đổi rất nhiều. Nhưng khi tôi về thăm trường cũ, đến thăm thầy, cô giáo cũ vẫn đang sống trong Đồng Tế Tân Thôn bên cạnh trường và thăm nhà riêng của một vài bạn học cũ, tôi thấy một cuộc sống khác hẳn. Họ rất nghèo nàn và thật khắc khổ. Có bạn vừa gặp tôi liền ôm hai vai tôi và khóc nức nở. Đây không phải vì họ cảm động, vì mừng vui hội ngộ sau nhiều năm xa cách. Họ khóc vì gặp lại chúng tôi là gặp lại nhân chứng của một thời nhục nhã và đáng xấu hổ. Tôi đọc được tình cảm đó khi tôi xem bộ phim truyện Nghiệp Chướng, nói về những éo le và mất mát đeo đẳng suốt đời lớp thanh niên trí thức Thượng Hải, trong đó có rất nhiều người từng là bạn tôi. Nghiệp chướng là cái giá rất đắt mà những người cầm đầu đất nước này đã gây ra cho bao gia đình trí thức, để rồi đến lúc họ sẽ phải trả. Một người bạn tôi nói với tôi từng là hồng vệ binh và đang là nạn nhân của hồng vệ binh suốt đời. Đó là lũ con tôi, cháu tôi hôm nay. Có trong tay cuốn địa chỉ và số điện thoại của bạn cũ ở khắp nơi, chúng tôi đã dành ra gần 2 tháng đi thăm bạn và để quan sát sự thay đổi của nước Trung Hoa. Nhưng khắp Trung Cộng hôm nay, ngoài những người rất câm lặng, rất đau khổ như tôi vừa nói, còn lớp người Trung Cộng thứ ba đang vừa là chỗ dựa, vừa là gánh nặng uy hiếp nhà nước Trung Cộng. Bọn này đông lắm, đó là lũ lưu manh mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Đáng tiếc, các vị trong chính quyền nhà nước Trung Hoa đã từng có thói quen dùng bọn lưu manh này làm chỗ dựa để đối phó với các lực lượng thù địch. Nhưng khi không cần nữa hoặc không sử dụng được nữa thì họ tiêu diệt chỗ dựa đó đi. Tôi nhớ lại ngày chúng tôi chuẩn bị về nước năm 1966. Bà Giang Thanh nổi lên, oai phong y như Võ Tắc Thiên ngày xưa. Cạnh bà có ba kẻ thân cận là Vương Hồng Văn, Diêu Văn Nguyên và Trịnh Xuân Kiều, tạo thành một bộ tứ trụ điều khiển gần 1 tỷ dân. Nhưng thời nay còn có rất nhiều người cao thủ hơn bè lũ 4 tên thời đó. Thời nay có các băng đảng lưu manh kết hợp với công an và chính quyền, hình thành hệ thống mafia ở khắp mọi nơi. Sự kiện triệt phá mafia ở thành phố Trùng Khánh vừa qua là một thí dụ. Không thể tin được,
cho một đô thị hiện đại của một quốc gia hùng mạnh mà bọn lưu manh côn đồ bị truy bắt trong một đợt đã lên đến ngót 2.000 tên. Trong số đó có cả giám đốc sở tư pháp và nhiều sĩ quan công an. Cuối cùng, có thể quan sát Trung Cộng hùng cường hôm nay bằng cách quan sát những người Trung Cộng đang xuất hiện ở Việt Nam ngày càng nhiều với vai trò lao động chui. Những người này có thể vì đói khát quá hoặc vì đã là tội phạm bị giam cầm lâu quá, nay được đưa sang đây để sống cuộc đời phá phách, trộm cắp, lừa đảo và để tìm cách lấy vợ sinh con, và sẽ là lực lượng nằm vùng nội ứng cho các cuộc tấn công của quân chính quy sau này. Lũ người này có đáng sợ không? Làm cách nào để dẹp chúng? Thiết nghĩ mọi người đều hiểu. Tôi hiểu gì về Trung Quốc? Sau khi đã biết quá rõ mục tiêu truyền kiếp của nhà cầm quyền Trung Hoa suốt mấy ngàn năm là chấn áp nội bộ, tranh chấp quyền lực và chiếm bằng được đất nước ta, tôi quyết định xin về hưu từ năm 1992 với nhiều lý do riêng. Một lý do trong đó là muốn tập trung thời gian vào nghiên cứu các lý thuyết về phong thủy địa mạch, thứ lý thuyết mà từ năm 1955 tôi đã không may bị tận mắt chứng kiến. Chúng ta phải cảm ơn các nhà truyền giáo phương Tây, đặc biệt là các giáo sĩ Bồ Đào Nha, có công đầu về việc sử dụng chữ gốc Latin để phiên âm tiếng Việt trong việc truyền đạo vào nước ta ở thế kỷ 14 tới thế kỷ thứ 17, như Francisco de Pina, đến người biên soạn cuốn tự điển Việt Bồ La đầu tiên là Alexandre de Rhodes 1651, và nhất là người có công hoàn chỉnh chữ quốc ngữ ở thế kỷ 19 để trở thành chữ viết chính thống của nước ta đầu thế kỷ 20 là Bá Đa Lộc, Pierre Joseph Georges Pignot de Béarn. Cảm ơn các vị giáo sĩ đã góp phần giúp ta thoát ra khỏi ảnh hưởng của văn hóa nô dịch Trung Hoa. Nhưng đây cũng là một sơ hở khiến lớp trí thức trưởng thành trong thế kỷ 20 đã lãng quên một số cơ sở quan trọng của khoa học phương Đông, trong đó có phong thủy, địa mạch và kinh dịch. Sau 17 năm nghỉ việc ở Bộ Xây dựng, tôi đã cố bù lại những lỗ hổng mà lớp trí thức ở lứa tuổi của tôi đã mắc phải. Lúc này tôi đã có nhiều thời gian để hiểu rõ trong cấu trúc phong thủy địa mạch của nước ta có một thứ mà nhà cầm quyền Trung Cộng rất thèm muốn. Họ thèm muốn vì họ không có, và họ hiểu rằng làm chủ được cái đó là họ chiếm được nước ta, và chiếm được nước ta là họ làm chủ được cả thế giới. Tôi nói nhà cầm quyền thèm muốn chứ không phải nhân dân, bởi vì thực hiện mộng bá quyền, người dân lương thiện Trung Cộng không hề được hưởng lợi. Hệ địa mạch nước Trung Hoa, chiếc bánh sandwich, một đất nước rộng lớn mà các lớp đất, đá, núi, sông chồng xếp thành từng lớp như cái bánh sandwich. Nước Trung Hoa hình quẻ chấn. Theo phân tích và tổng kết hệ thống đã công bố tháng 5 2005 của kiến trúc sư Lý Thái Sơn, thì đó là một thứ liên kết rời rạc của hệ Tam Đại Càn Long sẽ bị trôi tuột đi bất cứ lúc nào. Đó là một nước Trung Hoa có các khu vực Bắc Hoàng Hà, khu hẹp giữa Hoàng Hà và Trường Giang, khu Nam Trường Giang, tạo thành một quẻ chấn gồm hào một liền và hào hai gãy. Hào ba gãy có nghĩa là sấm sét không ổn định, dễ vỡ tung, cũng như khu Đông và khu Tây là hai vệt thẳng đứng, không có mối quan hệ về kinh tế, phong tục tập quán, sắc tộc và có thể tách ra thành 4 hay 5 quốc gia độc lập. Mặt khác, ngay cả đến dân tộc Đại Hán cũng là kết quả của một quá trình chiến tranh và đồng hóa lẫn nhau, vì người Hán nguyên gốc rất ít, nhưng người ta có chính sách cưỡng chế người dân tộc khác biến thành người Hán, nên họ bị phản đối và ở nước Trung Hoa chưa bao giờ hết nội chiến. Ở Trung Hoa không có hai chữ đồng bào và trên đất nước này không có cụm từ sức mạnh đoàn kết toàn dân. Hiện nay không chỉ Đài Loan là quốc gia độc lập, mà Tây Tạng, Tân Cương, Hồng Kông,
Macau, đang như các quốc gia bị Bắc Kinh đô hộ. Nếu tách được ra thì các quốc gia đó sẽ giàu có và trù phú hơn nhiều. Còn Bắc Kinh thì luôn phải dùng biện pháp đàn áp. Họ đã đàn áp ở ngay giữa thủ đô như sự kiện Thiên An Môn năm 1989 và đàn áp dã man các vùng xa xôi như Tây Tạng, Tân Cương trong năm 2008 và 2009. Tuy vậy, các thế hệ cầm quyền Trung Hoa từ thời cổ đến nay đều đã nghiên cứu kỹ phong thủy địa mạch và họ ý thức được rằng có một cách vãn hồi được điểm yếu tố trúc trượt của chiếc bánh sandwich là phải làm chủ đường kinh mạch lợi hại đi từ đỉnh Everest cao gần 9.000m của dãy Himalaya, qua cao nguyên Tây Tạng, qua cao nguyên Vân Nam, qua đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam, xuống vịnh Hạ Long, rồi đi đến đáy đại dương sâu nhất thế giới, gần 11 km ở vịnh Mindanao, Philippines. Đó cũng là mạch đất độc đáo, nối từ cổng trời đầy thiên khí đến địa huyệt đầy của cải, có độ cao chênh nhau gót 20 km và là đường kinh mạch quan trọng nhất thế giới. Nếu họ làm chủ được đường kinh mạch này, thì không những họ có gọng kìm siết chặt chiếc bánh sandwich đó, không cho nó trôi trượt đi, mà họ còn có thể mau chóng làm chủ cả thế giới. Bởi vậy, lúc này họ đang cố sức củng cố nơi họ đã là chủ và chiếm thêm nơi họ chưa chiếm được để thực hiện ước nguyện bá chủ toàn cầu. Sau hàng ngàn năm với nhiều thủ đoạn, cao nguyên Vân Nam rộng 390.000 km², có 26 dân tộc đến nay đã bị họ khống chế hoàn toàn. Người dân tộc Di, dân tộc Choang mỗi ngày một ít. Người Hán đã di cư về đây trên 20 triệu và thành phố Côn Minh hiện đại hơn 3 triệu dân ngày nay là thành phố của người Hán. Mở ngoặc, người Hán thật thì ít, người Hán mới bị đồng hóa thì nhiều, đóng ngoặc. Ngược lại, khu tự trị Tây Tạng, nóc nhà của thế giới và là thủ đô của đạo Phật, vốn là một quốc gia độc lập văn minh, đã bị chính thức lệ thuộc vào Trung Hoa từ năm 1914 đến nay. Thật xấu hổ và nhục nhã cho một chính thể, một nhà nước suốt ngày hô hào đoàn kết các dân tộc lại đang đàn áp và hủy diệt người Tây Tạng, đập phá chùa chiền đến mức người đại diện cho đạo Phật và là linh hồn của dân tộc Tạng là Đức Đạt Lai Lạt Ma phải đi lưu vong. Việc đó đã khiến Ấn Độ và các quốc gia Tây Á không thể làm ngơ và đang ở bên dân tộc Tạng. Điều đó cũng có nghĩa là nhà nước Trung Cộng sẽ không thể đạt được cái họ muốn, mở ngoặc Tây Tạng, đóng ngoặc. Còn ở Việt Nam chúng ta, lịch sử 4.000 năm của nước ta là lịch sử chống ngoại xâm. Ngoại xâm đây là chỉ giặc phương Bắc, bởi vì phương Đông, phương Tây và phương Nam gần như không có. Hơn 2.000 năm qua thì giặc ngoại xâm đã bị chỉ đích danh như những nhân vật cụ thể như Triệu Đà, Mã Viện, Cao Biền. Bởi thế ta rất cần biết tại sao họ quyết chiếm nước ta và tại sao họ không thể chiếm nổi. Địa mạch Việt Nam, khúc quan trọng trong địa mạch toàn cầu. Trong quá trình địa kiến tạo vỏ trái đất, có những nếp gấp lớn tạo ra dãy núi cao, đóng vai trò đường kinh mạch trọng yếu xuyên qua nhiều quốc gia như phần trên đã phân tích. Sau Tây Tạng, Vân Nam thì đồng bằng Bắc Bộ nước ta là phần rất quan trọng của mạch đất này. Dãy Himalaya chạy vòng vèo như hình con rồng lớn, đoạn đến nước ta là dãy Hoàng Liên Sơn với đỉnh Phan Xipan cao 3.143m, đến Việt Trì mạch đất lặn xuống, tỏa ra và qua sông Đà lại xuất hiện cụm Ba Vì cao 1.226m, điểm nhấn của Thăng Long, núi Châu, sông Tụ. Trước khi vua Lý Thái Tổ chọn nơi này dựng kinh đô Thăng Long, thì người Trung Hoa đã dòm ngó vùng đất kỳ bí này và Cao Biền, Tấu Thư Kiểu Tự là một trong những kết quả tìm kiếm công phu nhất. Theo báo cáo của Cao Biền, một người tài giỏi gốc Mãn Châu, thì vùng đất nhỏ bé này tụ hội rất nhiều linh khí, đất trời và sản sinh ra nhiều hiền tài. Ông ta tìm thấy 632 huyệt chính, huyệt phát đế và 1617 huyệt bàng, huyệt phát quan.
nên một mặt ông ta theo lệnh vua Đường Y Tông yểm phá các báu huyệt để tiêu diệt hiền tài của nước ta. Mặt khác, ông ta hiểu giá trị của vùng đất này nên đã xây thành Đại La, mưu đồ thực hiện mộng bá vương và đã bị vua Đường trị tội. Âm mưu yểm huyệt Thăng Long chưa bao giờ ngơi nghỉ trong đầu các nhà cầm quyền Trung Hoa, và hành động thô bạo ngày 11 tháng 9 1955 mà tôi vô tình chứng kiến có làm cho họ thận trọng hơn. Hiện nay họ biết không thể ngang nhiên đổ bộ vào thủ đô. Họ đi vòng vèo từ phía Tây qua Lào, qua Campuchia và họ đang chiếm Bô Xít Tây Nguyên. Còn tại trung tâm thủ đô, họ đang nhờ bàn tay nào phá thủ đô của ta? Tinh ý, chúng ta sẽ biết. Địa mạch Việt Nam, vùng Biển Đông, yết hầu của Đông Nam Á. Không phải ngẫu nhiên vô cớ mà trên vịnh Bắc Bộ rộng lớn của chúng ta còn có vịnh Hạ Long, bao gồm 1969 hòn đảo lớn nhỏ. Ngay sát cảng Vân Đồn lại có vịnh Bái Tử Long, và ngoài khơi xa của Hải Phòng có đảo Bạch Long Vĩ. Ngoài ra còn có nhiều đảo có tên liên quan đến rồng như Hòn Rồng, Long Châu, Thôn Cái Rồng. Cái tên Long liên quan đến phần đuôi của con rồng lớn xòe ra ở đồng bằng Bắc Bộ, đi xuống nước ở cảng Vân Đồn và kết thúc ở đáy đại dương thuộc vịnh Mindanao thuộc Philippines. Có lẽ đây cũng chính là cái chốt trọng yếu khiến Trung Quốc quyết tâm xây dựng lực lượng hải quân hùng mạnh và ngang nhiên công bố đường lưỡi bò 9 đoạn trên Biển Đông vào tháng 5 2009, vi phạm trực tiếp đến 5 quốc gia Đông Nam Á và nền an ninh cả thế giới. Đây là sản phẩm kế thừa của chính quyền Quốc dân Đảng từ năm 1947. Điều đó cũng cho thấy thời nào cũng vậy, mưu đồ bá quyền của chính quyền nhà nước Trung Quốc không thay đổi. Chắc hẳn lúc này, không chỉ các nước Việt Nam, Philippines, Brunei, Indonesia và Malaysia ý thức được đường lưỡi bò này vi phạm đến chủ quyền của mình, mà gần như cả thế giới đã nhận ra mưu đồ chiếm cứ con rồng lớn nhất thế giới của nhà nước Trung Hoa. Bởi vì chiếm cứ được cái ít hầu này là họ chiếm được cả châu Á, và một khi chiếm được châu Á rồi thì bước đi tiếp sẽ ra sao? Thế giới trong đó có Mỹ, Nhật, Ấn Độ và các nước châu Âu có để cho họ làm điều đó không? Địa mạch Việt Nam, cấu trúc âm dương hoàn chỉnh. Đồng bằng Bắc Bộ là cái nôi đầu tiên của nhà nước Văn Lang, nhưng hình chữ S của con rồng đất nước Việt Nam ngày nay đã tạo nên một thế cân bằng âm dương rất hoàn chỉnh. Như sự ví von của nhà thơ Xuân Diệu, thì đất nước ta như một con tàu, mũi thuyền ta đó, mũi Cà Mau. Núi Chầu, sông Tụ, Thăng Long theo hình thế âm dương. Điều đó cho thấy từ mấy ngàn năm trước cái nôi đồng bằng Bắc Bộ đã vững như bàn thạch. Từ thế kỷ 16 trở lại đây, khi đất nước đã phát triển xuống phía Nam, thì con thuyền đất nước đã đủ tư cách rẽ sóng ra khơi. Và điều đó cũng cho thấy đã là con thuyền thì các phần mũi thuyền, thân thuyền và đuôi thuyền không thể tách rời nhau. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta cần ý thức được sự sống còn của vận mệnh đất nước để xác định thái độ và hành động của mình. Lời cuối bài. Để kết thúc bài viết, tôi muốn quay lại những dòng mở đầu rằng tôi không có chút năng khiếu nào trong những vấn đề kinh tế, xã hội và an ninh chính trị. Nhưng do nghề nghiệp và do số phận, tôi đã có dịp hiểu rất sâu vào cốt lõi của vấn đề kinh tế và chính trị trong mối quan hệ với Trung Cộng hiện nay. Bởi vậy tôi muốn khuyên tất cả mọi người, nhất là các vị sinh ra sau tôi và chưa có dịp trải nghiệm như tôi,
là hãy tỉnh táo để thoát ra khỏi cõi u mê của sự hoang tưởng trong mối quan hệ với Trung Cộng. Cha ông ta đã trải qua hàng ngàn năm mới đưa ra được lời dạy bảo, và bản thân tôi phải trải qua hơn 55 năm để chiêm nghiệm và thấm nhuần lời dạy bảo của cha ông. Tôi biết lúc này đã có rất nhiều người suy nghĩ như tôi hoặc sâu sắc hơn tôi, nhưng vẫn còn khá đông người đang lầm lẫn và ảo tưởng. Không ít người còn rất sợ vía người bạn lớn vĩ đại Trung Hoa. Tôi không trách họ vì đôi lúc chính tôi cũng tin ở họ và nể sợ họ lắm. Nhưng xin mọi người hãy bình tâm và suy ngẫm xem cái gì tạo nên sức mạnh của họ và cái gì đang giết chết sức mạnh đó. Đông dân là một sức mạnh. Đúng vậy, ngày tôi đang học ở Thượng Hải thì Trung Cộng mới xây xong cầu Trường Giang. Họ rất tự hào nói rằng chỉ cần toàn dân Trung Hoa mỗi người tiết kiệm một cái bánh bao là đủ xây một cái cầu Trường Giang. Đó là một việc làm tốt. Trong Thế vận hội 2008 ở Bắc Kinh, họ xây dựng sân vận động tổ chim độc đáo hết 432 triệu đô la. Nếu chia cho 1.3 tỷ dân thì họ phải cắt xén của mỗi người 32 cent. Việc đó có vẻ cũng vẫn tốt. Hiện nay họ đang làm nhiều việc ghê gớm hơn như xây dựng đại hàng không mẫu hạm trên Biển Đông và các căn cứ hải quân. Tôi nghĩ họ cũng sẽ làm được đủ để dọa nạt chúng ta và các nước trong vùng. Có điều, một thảm họa đông dân mà nhà nước không vì dân thì nhà nước sẽ khốn đốn. Có ai biết rằng trên đất nước Trung Hoa vĩ đại đang có 200 triệu người sống lang thang không nhà cửa, và đặc biệt hệ thống băng đảng mafia ở hầu hết các thành phố lớn như Thẩm Quyến, Thượng Hải, Quảng Châu đang chia cắt quyền lực của đất nước họ hay không? Việc tày trời này thiết nghĩ cũng không cần nhiều lời và chính là việc của các nhà chiến lược. Vậy thì mọi nỗ lực của họ có thể có một kết thúc có hậu hay không? Hay nên chiến quyết chiến.
chiến binh hy sinh, hãy yêu thắp cho sao nơi muôn năm lương quý. Quý thính giả vừa nghe bài Phong thủy của Việt Nam của kiến trúc sư Trần Thanh Vân. Quý vị vừa nghe chương trình Sẽ Có Một Ngày do nhóm thân hữu Nguyễn Chí Thiện thực hiện.